Chi Bảo sinh năm 1973 và là một diễn viên điển trai, đa tài đã được đông đảo khán giả hâm mộ ở nhiều thời kỳ khác nhau. Trong thập niên 90, tên tuổi của Chi Bảo gắn liền với những dự án như Giao Thời, Những Đứa Con Thành Phố, Đồng Tiền Xương Máu. Sang thập niên 2000, anh nối tiếp tham gia nhiều bộ phim đình đám như Người Thanh Nữ Yếu Ớt Đuối, Lục Dân Tiên, Cô Gái Xấu Xí. Chi Bảo nổi tiếng có nhiều vai diễn được khán giả để ý ở cả thập niên 1990 và 2000. Ngoài công việc diễn xuất, có thời gian Chi Bảo còn hoạt động trong lĩnh vực. Sớm thắng lợi trên đoạn đường nghệ thuật, Chi Bảo còn đạt nhiều thành quả khi lấn sân quý phái lĩnh vực kinh hải game. Đằng sau sự giỏi giang, nổi tiếng, Chi Bảo là một đại gia ngầm khi có cuộc sống giàu sang. Ít khoe khoang tài sản cá nhân nhưng từ 6 năm trước, nam diễn viên gốc Vũng Tàu đã sở hữu căn biệt thự quan phí, mênh mông rải và toàn nội thất đắt đỏ ở thành phố Hồ Chí Minh. Và để tiện cho việc nghỉ ngơi mỗi khi đi công tác, Chi Bảo mua thêm một căn hộ cao cấp ở Hà Nội. Không thiếu hàng hiệu, xe hơi. Như bất kỳ ai trong showbiz, Chi Bảo còn có mối quan hệ mênh mông rải với giới doanh nhân và rất được ủng hộ, có tiếng nói khi triển khai những dự án thiện nguyện, vì cộng đồng. Riêng về đời tư, Chi Bảo có cuộc sống nhiều thăng trầm và rất kín đáo tiếng với giới truyền thông. Năm 1996, Chi Bảo lên xe qua với một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp. Tuy nhiên anh sớm ly hôn vì không hạnh phúc. Sau này, Chi Bảo bén duyên hiền thê chồng với Hồng Loan và sớm có đàn ông đầu lòng. Có thời gian, Chi Bảo và Hồng Loan xoàng xuyên sánh đôi trong các chương trình giao lưu, sự kiện giải trí. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, cả hai không còn sinh ra cùng nhau. Việc Chi Bảo công khai tình tứ với Lý Tuệ Trang đang thú vị nhiều sự nhiệt tình của dư luận. Khi vướng nghi án đã âm thầm ly hôn, Chi Bảo và bà xã không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận. Nhưng thế hệ đây nhất, Chi Bảo gây xôn xao khi Soàn Xuyên có những hành động tình tứ bên Lý Tuệ Trang, nữ doanh nhân Soàn 16 tuổi, là gamer thủ thân 10 năm của Ngọc Trinh. Không chỉ thoải mái cầm tay nhau khi cùng lộ diện trước đám đông, trên mạng xã hội, Chi Bảo còn công khai gọi người đẹp 8 là Miloya và thoải mái chia sẻ những bức hình tình tứ của cả hai. Cách đây 6 năm, Chi Bảo đã sinh sống trong một căn biệt thự quan phí ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong căn nhà có rất nhiều nội thất đắt tiền và khoảng không gian thoáng mát. Anh cùng bà xã Hồng Loan còn từng sở hữu một căn hộ cao cấp ở Hà Nội. Thời gian gần đây, Chi Bảo hạn chế sinh ra cùng Hồng Loan nhưng công khai sánh đôi và thoải mái cầm chặt tay Lý Tuệ Trang trước đám đông.